Ủa, chụp hình đang tắm nha. Dạ. Nào. Quay ngược lại. Ba muốn làm trái tim. Đi. Chụp. 1, 2, 3, 4. 我想要带你去浪漫的土耳其。 Hồi nãy người có nghi ngờ em. Đâu có. Người có nghi ngờ em. Đâu có. Hồi nãy ngồi đắn đo suy nghĩ rồi có nghi ngờ em. Thôi thương. Thank you.
hoài. Thôi, mình đẹp như vậy mà chờ hoài không thấy ai tới hốt, buồn dễ sợ. Ai chú Hổ, con anh. Con đi đâu về vậy? Dạ thưa chú Hổ, con đi tập gym. Tập gym á? Dạ. Ủa chú Hổ, cười gì chú Hổ? Ta cười vào mặt con đấy. Uống đi mà, uống đi, không uống nha, tôi giận á. Đừng giận. Tôi mời hoài mà không uống, mai mốt đi ra đường gặp nhau, cái kêu người ta, xin lỗi anh là ai, lưu bố nè, xin lỗi nha, tôi không có quen ai, lưu bố trơn trọi, tôi bỏ đi, đừng nói sao tôi chảnh nữa nha. Tôi một chàng khờ, đã yêu em, thương em mất rồi, trái tim... Con gái rồi cũng đến lúc phải về nhà chồng. Bố mẹ có muốn cũng không thể nào giữ con mãi ở bên cạnh được. Con nhớ ngay lời ông bà bên đó dạy bảo, như vậy mẹ mới yên lòng con nhé. Vâng, mẹ cũng không phải lo đâu, con biết con phải làm gì mà. Các con có hạnh phúc thì bố mẹ mới mạnh khỏe được. À này, Vân, mẹ tôi trước đi nhá. Nhà mình nề nếp gia giáo, không có cái chuyện con gái cãi cọ với nhà chồng. Rồi về với bố mẹ đẻ, con nhớ chưa? Con biết rồi. Cay không nè? Không cay nha. Trang bán tô khô 2 tô cay, 2 tô không cay. Trang 3 tô nước 1 tô cay, 2 tô không cay. Rồi, nghe không? Nghe. Hiểu không? Không. Sao nói gì nè? Cứ đếm từ 1 tới 2, đếm hoài đếm mãi mà chẳng ai nhớ mình. Bỗng dưng tim đập thình lình, một dòng tin nhắn: em Lan nè, nạp cho em cái cạc Mobi 200 ngàn. You're